Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bây giờ là mình đứng trước cái đồi cừu Suối Nghệ Vũng Tàu, ở địa chỉ là số 1 xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Vũng Tàu. Nào chúng ta cùng vào nè các bạn. Đồi cừu Vũng Tàu á là một cái tên gây sốt trong những năm gần đây. Thường là nhắc đến Vũng Tàu thì du khách hay nhớ tới là những con sóng bạc đầu, ngày đêm xô bờ cát nè. Rồi hoặc là hồ Tràm Nên Thơ. Nhưng mà ít ai biết rằng ở ngoại ô thì có một cái địa điểm du lịch cực kỳ xinh đẹp, chính là đồi cừu Vũng Tàu nè. Nơi đây chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Mọi người nhìn nè. Ồ, mình tưởng như mình đang lạc vào một cái vùng thảo nguyên rất là thơ mộng. Có ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên kìa các bạn. Mọi người á, còn chần chờ gì nữa, hãy xách ba lô lên và đi nè. Đến đây khám phá và sống ảo nha. Thì trong một cái khu nuôi cừu này á, theo mình hỏi thì họ cần đến 5 cái người chăn cừu, tức là 5 cái anh mà chạy xe vòng vòng nè các bạn. Họ sẽ chạy xung quanh nè, để gom cừu vô một nơi nè, cho cừu ăn, cho cừu uống nước nè, làm rất là nhiều công việc. Và chi phí để vào chơi với các bé cừu này là 20.000 một người. Ngoài ra thì người ta cũng có bán thức ăn 20.000 một bọc để mình có thể là cho các em cừu này ăn. Ồ, có em cừu nhỏ xíu nè các bạn, dễ thương quá. Thì nhờ cái không gian rộng lớn cùng với khung cảnh yên bình nè, bầu không khí trong lành và tiếng kêu be be rộn rã vui tai của những chú cừu dễ thương, thì bạn sẽ cảm thấy là rất là thư giãn. Tất cả những cái mỏi mệt, căng thẳng của cuộc sống sẽ tan biến hết. Nơi đây chính là cái liều thuốc tốt nhất cho những ai đang tìm chốn bình yên nè. Mà mấy bé cừu này rất là dễ dụ nha mọi người. Cứ cho đồ ăn là mấy em bu đến đầy luôn. Có bạn nào hay bị mất ngủ không? Và thường được khuyên là hãy đếm cừu không nè? Thì để mình kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Là cũng một cái bà nọ cũng bị mất ngủ và đến bác sĩ, thì bác sĩ cũng khuyên là thôi bây giờ bị mất ngủ như vậy thì bà trước khi ngủ thì đếm từ 1 đến 1.000 đi, đếm cừu á. Thì bà ấy cũng nghe lời về nhà đếm cừu. Sau một tuần bà ấy trở lại thì mặt mày càng hốc hác hơn nữa. Bác sĩ mới hỏi là bà vẫn còn bị mất ngủ à? Thì bà ấy mới nói là vâng ạ. Tại vì tôi thì ngày nào nghe lời bác sĩ cũng là đếm từ 1 đến 1.000. Nhưng mà đếm từ khoảng 1 đến khoảng 500-600 là tôi đã buồn ngủ quá rồi. Nhưng mà vì bác sĩ dặn là phải đếm đến 1.000, cho nên là thôi tôi ráng tôi thức đếm đến 1.000. Và khi đếm xong đến 1.000 là tôi không thể nào tôi ngủ được nữa. Thức trắng đêm luôn. Mọi người nhìn thấy những cái chú cừu nè gặm cỏ rất là dễ thương ha. Cừu ở đây thì chủ yếu là nuôi lấy thịt, cho nên là lông của nó thì sẽ không được sạch và trắng như các loài cừu thường thấy ở nước ngoài. Một cái chỗ này thì cần đến là 5 người để chăn cừu, tức là lo thức ăn, thức uống, chăn, dắt, rồi hỗ trợ du khách nữa. Có mấy cái em cừu nhỏ xíu tí ti nè, mọi người có thấy không? Trắng muốt đó, em nằm đó đó. Rất là ung dung tự tại. Nhưng mà mình sẽ không đụng đến em này được đâu. Tại vì á hả, đụng đến em là mẹ của em bảo vệ em dữ lắm, không đụng được. Đến đây thì Sài Gòn Du Hí cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này và luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Sài Gòn Du Hí. Nếu thích video này thì các bạn like, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.